nay mình đã quay lại với một unboxing mới. Thì hôm nay mình sẽ unbox một season greeting set, nhưng mà không phải là lịch. Đó là một cái blanket, thì nó có thể gọi là blanket set, nghĩa là set chăn. Lần trước mình cũng đã unbox một set của Tây Hồng trên channel rồi, nghĩa là của quài quán tiêu mà. Nói chung là chắc mấy bạn biết mà, như của VTech hay sao ấy, VTech Giant slogan, lộn, Giant blanket. Thì các bạn có thể tìm video để coi. Thì là lần thứ hai mình unbox một slogan, blanket trên channel của mình. Thì đây là của CK. Mình còn không nhớ mình đã mua cái này mấy lần. Thật ra không phải là mình mua nữa, chung là anh nhớ mình mua. Thì đây là Too Much Love, set Too Much Love của IDU. Thì đây là một chiếc mask khá là mới, nói chung là mới lắm luôn của CK. Chị này mở hồi giữa năm 2018. Thì cỡ, nói chung là mới có mấy tháng thôi, 6 tháng, hơn nửa năm thôi. Hơn nửa năm mà chị này hình như cũng khá nổi, mình cũng không biết nữa cái chị này có một slogan hay là cái gì bao giờ chưa, nhưng mà mình cũng không để ý á, nên là mình có thể tìm hiểu nó sau. Thì đây là set season greeting của chị. Thì season greeting của chị chia làm hai set, một cái là calendar set và một cái là blanket set. Thì mình mua blanket thôi, calendar là lịch á, mình không mua lịch. Thì cái set này có giá là 710.000, thì mình mua ở Super Store, link của Master và link của shop. Giá tiền mình đều để hết video và dưới description box, nên mấy bạn hãy vào đó để xem một chút trước khi hỏi cái chuyện này, hỏi mình nghe. Tại vì những câu hỏi mà những câu hỏi mà lặp lại như vậy nữa thì mình không có trả lời đâu nha. Rồi thì đây là goods đi kèm với lại blanket. Thì mình không biết nhiều về blanket đâu. Mình có thể lấy kinh nghiệm từ cái lần VTech blanket lần trước để xem coi blanket lần này nó có khá hay không thôi nha. Còn goods đi kèm blanket thì thường nó tầm tầm thôi mấy bạn. Nhưng mà goods này khá là dễ thương á. Đây là sticker nè, dễ thương hả. Đây là sticker tròn từng cái, thì có hai mẫu. Thì goods chị này thấy là xinh hơn goods của VTech lần trước. Vì sao lần trước cứ xong xanh bằng hơi dễ thương quá. Các bạn này dễ thương xíu. Too much love. Rồi I love you much. Hả? I love you much too much. Slogan của set lần này IDU 2019 season screening goods. Mình không biết là cái set này, cái sau này set thì có goods giống hay không, thì mình không mua. Đây là postcard. Thì chất lượng cũng được các bạn, không tệ đâu. Những gì mình nghĩ, tại chị này khá mới nên mình cũng không đánh giá cao lắm, mình không có mong chờ gì nhiều lắm. Màu cũng dễ thương nè, nhưng mà rất khá là xịn. Đây là photo card. Cái này cái màu đây, màu mint, màu bạc hà. Photo card bóng bóng với lại nó rõ, nghe nó cũng rõ lắm. Hình chụp của chị này thì mình không biết, mình không rõ, nhưng mà quality, cái chất lượng của rất thì khá tốt lắm nè. Rồi bây giờ tới màn khổ cực. Thì cái camera đang rất là gần cái này, gần cái giường quá, nên là mình cứ mở ra rồi sao mình phải trả nó bự bự ra. Bây giờ mình có thể cho mấy bạn xem được. Rồi cái mền này, cái chất liệu nó không giống cái mền của VTech. Và có thể nếu bạn nào follow tụi mình trên Facebook á, thì mấy bạn sẽ biết là tụi mình hồi trước tụi mình có đăng một cái status, một cái post là bit by bit tụi mình có mua cái set season greeting blanket, không phải set blanket của bit by bit luôn. Thì vì bit by bit là một size sen nên là tụi mình có unbox ngắn thôi, nhưng mà tụi mình không có muốn đăng lên trên YouTube channel vì có thể lùm xùm gì đó mình không biết, nhưng mà cứ là chắc ăn là không nên đăng thôi. Nhưng mà tụi mình có đăng status trên Facebook là những ai muốn xem cái unbox bit by bit slow blanket thì có thể inbox cho mình, tụi mình sẽ gửi video unbox. Thì vì cái đó nó không có trên channel nên là bạn nào muốn xem có thể inbox tụi mình. Bây giờ tụi mình vẫn còn video để cho mấy bạn xem. Thì cái blanket này á, trước giờ mình đã gặp được hai loại blanket rồi, là một loại nó lông lông như là nó mềm hơn như là của VTech, và một loại nữa là như bit by bit, và cái này đây. Thì cái loại chăn này nó cùng chất liệu với lại bit by bit blanket. Nó dày hơn VTech và nó sẽ không bị đổ lông như của VTech. Và không biết là cái chất liệu nào xịn hơn nữa, nhưng mà chất liệu này nó sẽ không bị đổ lông, nó sẽ dày hơn. Nhưng mà không biết nữa, nó rờ nó cứng hơn mấy bạn, kiểu nó không đã bằng cái của VTech. Còn cái nào ấm hơn mình cũng không chắc nữa tại mình không xài nhiều á. Nên bây giờ mình sẽ trải ra và cho mấy bạn xem cái chân này nha. Thì đây là cái chân, khi mà mình đã trải ra rồi thì nó cũng khá là bự đó. Mình không nhớ
size mấy bạn ơi, tại vì lần trước mình có nói về size á, nhưng mà nó không có lúc nào cũng nó không lúc nào cũng đúng á, nên là mình thấy nó tào lao nhảm nhảm lắm, là mình sẽ để size chính xác ở dưới đây luôn. Thay vì mình cứ nói trên video như thế này, thì mình nhớ là nó là 1,5 m nhân bao nhiêu đó, nhưng mà hình như là nó không bự bằng VSAC đâu, thì VSAC là cái chân nó bự rồi, cái này là chân size bình thường đó. Còn đây mình cho các bạn xem luôn, thì cái hình mình không thích cái hình lắm mấy bạn, nó trên video mình mấy bạn ơi thấy là nó không có được rõ và cái màu nó cứ kỳ kỳ sao ấy, mình không thích lắm. Mình không thích lắm. Cái hình này cũng vậy, đây là hình ở concert nha mấy bạn, nhưng mà cái khay làm này dễ thương nè, phải chị edit cho nó đẹp đẹp chút xíu, với là vì là in lên chân mà nên là chất liệu nó như vậy thì mình cũng không mong đợi gì hơn. Thì đơn giản thì unboxing blanket thì đơn giản nó chỉ có vậy thôi, nên là tới đây mình để mình bày đồ ra nha. Rồi thì tới đây cũng là hết unboxing của mình rồi. Bye bye.